Lộ bảng điểm phần thi áo tắm tại Miss Universe, Khánh Vân lọt top 14 mỹ nhân gợi cảm nhất mùa giải. Theo bảng điểm được dò dỉ, Khánh Vân đạt 8.25 xếp hạng 14 phần thi áo tắm tại Miss Universe 2020. Với thành tích top 21 chung cuộc tại Miss Universe, Phan Việt đã vô cùng tự hào về sự nỗ lực của Khánh Vân cho đấu trường sắc đẹp danh giá nhất hành tinh. Cô đã hoàn thành xuất sắc các phần thi phụ và tỏa sáng rực rỡ trong đêm chung kết. Mới đây, trên tài khoản của bà Sịp Kéo Lì ở Chủ tịch Hoa hậu Pháp có chia sẻ bức ảnh kết quả phần thi áo tắm của các mỹ nhân tại Miss Universe. Theo kết quả này, đại diện Việt Nam Hoa hậu Khánh Vân cán đích ở vị trí thứ 14 với 8.25 điểm, cao hơn thứ hạng của Philippines. Mặc dù chưa có tính xác thực nhưng điều này cũng làm fan sắc đẹp hiểu rõ hơn về thứ hạng chung cuộc mà các cô gái giành được là hoàn toàn xứng đáng. Đơn cử như tân hoa hậu Anje Mẹ Dạ đến từ Mexico giành được 9.545 điểm và xếp sau đó là đại diện Thái Lan Ạ Mạn Đạ Đảm với 9.25 điểm, đại diện Peru xếp vị trí thứ 3 với 9.22 điểm. Mặc dù điểm số phần thi áo tắm không hoàn toàn quyết định đến kết quả top 5 hay top 10 nhưng nó luôn là phần thi hấp dẫn được khán giả đón chờ, thậm chí là háo hức chờ đợi từng số điểm cụ thể ngay sau khi cuộc thi kết thúc. Nếu kết quả này chỉ đánh giá trên tổng số 21 cô gái in tộc thì Khánh Vân cán đích ở vị trí thứ 14 đồng nghĩa đại diện Việt Nam đá văng 7 cô gái còn lại rất ngoạn mục. Cuộc chiến Miss Universe 2020 đã khép lại, tân hoa hậu cũng đã lộ diện nhưng mọi dư âm về cuộc thi vẫn luôn được fan sắc đẹp quan tâm chứng tỏ sức hút của đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất nhì hành tinh không bao giờ hạ nhiệt. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.